Xin chào bạn nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ phiên Cán Cấu của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Trước mặt mình đây là hai bạn gái khá là xinh đẹp. Bên tay trái mình đây là bạn Dín nhá, bên tay phải là bạn Sơ. Hai em ơi, hai người đẹp ơi, hai người đẹp có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết tên tuổi và quê quán của mình ở đâu được không? Dạ được ạ, được ạ. Em tên là Dín, em sinh năm 2004, em ở Lào Cai, Si Ma Cai. Em Si Ma Cai, hiện tại thì đang chuẩn bị lên lớp 12 à? Dạ vâng ạ. Gái quá. Em xin giới thiệu, em tên là Sơ, em sinh năm 2004, em ở Lào Cai, em ở Bắc Hà. Thì em cũng là đang học 12 đúng không? Đang học 12. Hai em có em nào có người yêu chưa? Em em hai em vẫn chưa người yêu các bạn ạ. À, xinh quá. Lại vùng Tàu rất là xinh nhá.